giờ đang yên đang lành tự nhiên mưa thế này. Tiếng gì vậy nhỉ? Tiếng em bé khóc sao? Sao lại có một em bé nằm ở đây vậy nhỉ? Giờ thì đang mưa to thế này nữa chứ. Đứa bé đang khóc quá, làm sao bây giờ? Thôi cứ đưa nó về nhà với mình đã. Nào ngoan nín đi, bây giờ con về nhà với chú nhé. Mẹ xem kìa, phim hay quá mẹ ơi. Ờ anh, đứa bé này là sao vậy? Chuyện gì vậy nhỉ? Anh thấy nó bị bỏ rơi ngoài đường, mà trời thì mưa to quá, cho nên anh đưa về nhà mình. Bố Jackie liền kể lại toàn bộ quá trình gặp gỡ và đưa em bé về nhà cho mẹ Jackie nghe. Hay là mình nhận nuôi đứa bé luôn đi em? Dạ vâng, em bé cũng dễ thương quá, để anh lấy sữa cho nó. Bố, đi đá banh đi bố. Để hôm khác đi con, để bố pha sữa cho em đã. Sữa đến rồi đây. Wow, nhìn con bé nó ăn ngon chưa kìa. Bố, bố mẹ không còn để ý tới mình nữa. 5 năm sau. Chán quá, hôm nay chẳng có tâm trạng tẹo nào. Ơ, hai con gấu bông của mình đâu rồi? Chẳng nhẽ cất ở đây? Ở đâu được nhỉ? Rõ ràng trước khi đi học mình vẫn thấy ở đây mà. À đúng rồi, để chị đút cho em ăn nào. Phải ăn thật nhiều vào nha. Búp bê Squid Game. Ơ, anh Jackie, trả gấu bông của tao đây. Không. À, anh thật là quá đáng. Bố mẹ ơi. Ê, được rồi, đừng khóc nữa. Chết rồi, bố mẹ đến rồi. Con có sao không? Jackie, sao con bắt nạt em thế? Con làm anh phải biết nhường nhịn em chứ. Nhìn em ngã xước hết tay chân rồi đây này. Thật thất vọng, ta không muốn nhìn thấy con bây giờ. Bố phải anh ấy rồi, nín đi. To quá, còn sắp chết nữa chứ. À, đáng sợ quá. Bố mẹ ơi. À, con gái, đừng sợ, bố mẹ ở đây rồi. Có bố mẹ bên cạnh, nhất định con không sợ nữa đâu. Hãy cứ đợi đấy. Chỉ cần mày không xuất hiện nữa thì mọi thứ sẽ trở lại bình thường. À, quả bóng này. Ờ, anh Jackie, bóng của anh này. Giờ anh em mình cùng đi đá bóng nha. Dạ vâng. Đi nhanh lên em gái, ngay phía trước rồi, đi theo anh. Sao chỗ này hẻo lánh thế nhỉ? Nhanh lên đi em gái. Bây giờ em đứng ra kia, rồi anh đá cho em nhé. Dạ. Anh Jackie. Ơ, anh ấy đâu rồi? Anh ơi, anh ở đâu? Em không chơi nữa đâu, anh ra đây đi. Nhìn nó tội nghiệp quá, hay là mình ra nhỉ? Không, khi Jackie định thay đổi quyết định thì những hình ảnh bố mẹ yêu thương chăm sóc búp bê Squid Game mà quên mất mình lại trở lại. Nếu có nó thì sẽ không có mình. Sao con bé mãi không thấy về nhỉ? Mẹ ơi, mẹ bình tĩnh lại đi mẹ. Lần này thì không có ai có thể cướp bố mẹ của mình được nữa rồi. Có ai nhà không? Ai vậy nhỉ? Con gái, con đã đi đâu vậy? Đừng khóc, có mẹ ở đây rồi. Cảm ơn anh cảnh sát đã đưa con bé về nhà. Không có gì, tôi đi đây. Chết rồi, nó mà mách bố mẹ thì sao đây? Anh Jackie. Gì vậy nhỉ? Bóng của anh nè. Ờ, anh cảm ơn nha. Anh Jackie, đi nhanh lên nào. Cho anh này. Anh xin lỗi. Không sao, em không giận anh đâu. Ai bảo anh là anh của em cơ chứ. Ôi, nguy hiểm quá. Mau tránh ra. Ôi, đầu của mình. Em gái, em làm sao thế này? Em mau tỉnh lại đi. Tỉnh lại đi. Tỉnh lại đi mà. Ôi chúa ơi, phải gọi cấp cứu thôi. Vân vân, mau đến nhanh đi. Em gái, em không được chết. Cậu mong con bé không sao. Nếu không việc cứu mình thì em lo quá anh à. Bác sĩ, con tôi sao rồi? Mọi người có thể vào rồi. Con thấy sao rồi? Dạ, con không sao. Không sao là tốt rồi. Có biết bố mẹ lo lắng lắm không? Anh xin lỗi. Không sao ạ. À, vậy là trải qua những lần sóng gió thì chắc Jackie cũng đã nhận ra được sự tốt bụng và lương thiện của em gái. Ôi, không trọn vẹn được bờ mông quyến rũ rồi. Ô,
ơi, anh đẹp trai, anh có thể giúp em chụp một bức ảnh được không? Ok. Anh đứng lùi lại đi. Nhớ chụp rõ bờ mông nha. Lùi lại chút nữa. Nữa hả? Đợi chút. Được chưa? Vẫn chưa được. Nữa đi. Được, để tôi lùi. Anh nhớ chụp đẹp đấy. Lùi nữa đi. Vẫn còn lùi à? Lần này chắc chắn sẽ được. Chụp xong chưa vậy? Hả? Đâu rồi? Điện thoại của tôi. Hình như là hướng này. Tên kia nhìn quen quen. Đúng là điện thoại cao cấp. Chụp lên nhìn đẹp trai hẳn. Tóm được mày rồi. Tình khốn, dám trộm điện thoại của ông mà. Ôi anh ơi, em xin lỗi. Cảnh sát, cảnh sát. Anh cảnh sát. What happened? Anh cảnh sát, có một tên trộm, chính là hắn. Hắn đã lấy trộm điện thoại của tôi. Phải làm sao đây? Mau lên xe, đuổi theo. Go, go. Không được để mất dấu hắn. Chúng ta phải chia nhau ra tìm hắn. Đại ca, giờ làm sao? Cướp xe. Hurry up. Có tìm thấy hắn không? Đứng lại, hắn dám cướp cả xe cảnh sát. Chúng ta quá đỉnh. Bọn chúng tấn công rồi. Xuống xe ngay. Cái đám ngông cuồng này, mau đi về đồn. Mời anh vào. Đây là ba nghi phạm. Anh có nhận ra kẻ lấy trộm điện thoại không? Họ giống nhau quá. Anh nhìn kỹ đi. Có cách rồi. À. Nope. Chính là hắn. Ok. No, not now. Hôm nay may thật đấy. Ôi ngoan, mẹ biết rồi. Mình về nhà thôi. Ôi, nặng quá đi mất. Ôi da. Ơ kìa, lại thêm được một lon nữa. À, anh là ai? Ai cho người lấy đồ của ta? Biến mau. Đau quá. Hôm nay được đấy. Đây là tiền của cô. Dạ vâng, em cảm ơn. Bằng này đủ mua sữa cho con rồi. Một. Hai. Có sữa rồi, mẹ con mình đi thôi. Ngoan, mẹ thương. Bây giờ con ngủ ngoan nhé. Hả? Ôi, trời mưa to quá. Ôi, lạnh quá. Bao giờ mới hết mưa đây? Ờ, con. Ờ, đừng khóc, đừng khóc. Có mẹ ở đây rồi, mẹ thương. 10 năm sau. Đồ ăn của cậu ngon thế. Của cậu cũng vậy còn gì. Đồ của chúng mình là suất đặc biệt mà lại. Chào hai cậu. Ê, người nhận tới kìa. Đây là cái gì vậy? Cái này mà cũng ăn được hả? Ăn được mà. Đồ của mẹ mình chuẩn bị. Ơ kìa. Mình xin lỗi. Để mình đền cho cậu. Chắc kì. Nào. Ơ, các cậu làm gì vậy? Dừng tay lại. Con trai, quần áo con sao thế này? Không có gì ạ. À, chắc lại mãi chơi với bạn nên ngã à. Mẹ có mua kẹo cho con này. Con không cần. Hôm nay thằng bé làm sao thế nhỉ? Đánh, phải thế chứ. Ê, đau. Rình rập ở đây làm gì? Ăn trộm ăn cướp à? Cút, không có tiền mà dám đòi chơi game. À, con về rồi. Mẹ vừa mang cho con chiếc áo mới này. Mau thử đi, đẹp quá mẹ ơi. Con cảm ơn mẹ. À, con trai về rồi. Chán thật đấy. Đi học về rồi à con? Mẹ cho con tiền tiêu vặt đi. Mẹ làm gì có tiền. À, mẹ có món quà này cho con nè. Cái gì thế này? Sao lại xấu thế? Lại còn cũ nữa. Con không cần. Con chỉ cần tiền ngay bây giờ thôi.
kìa con. Ở đâu? Tiền ở đâu? Mẹ giấu tiền ở đâu nhỉ? Ồ, đây rồi. Phải lấy hết mới được. Cháu có tiền đây. Vào chơi đi con, cần gì cứ gọi chú. Sao mãi không thấy thằng bé đâu nhỉ? Không biết thằng bé có chuyện gì không nữa. À, cháu à, cháu có thấy người nhện đâu không? Cháu không biết. Không biết con đã về nhà chưa nữa. Thôi, phải đi chợ mua đồ nấu cơm đã. Hả? Trời ơi, tiền nó mất rồi. Chẳng nhẽ con lấy tiền đi chơi game rồi. Người nhện, sao con dám lấy trộm tiền của mẹ? Ra đây mau, mẹ mau bỏ con ra. Đó là số tiền duy nhất còn sót lại của nhà mình đó. Con không quan tâm, con không ở nhà này nữa. Con trai. Sao người nhện vẫn chưa về nữa? À, con. Đã muộn lắm rồi, không biết con đang ở đâu nữa. Làm gì đấy? Mau, đi. Chú cho tôi vào xem con tôi có đây không? Không xem gì hết, cút. Ôi, đói bụng quá. Mùi thơm quá. Có ai ở đây? Wow, là bánh hamburger. Thơm quá, chuồn thôi. Ôi, dám lấy trộm đồ của ta. Ta cho ngươi biết tay. Tha cho em. Anh ơi, anh có thấy đứa trẻ này ở đâu không? Tôi không biết. Con ơi, con ở đâu? À, trời mưa rồi. Con trai mình sợ nhất sấm sét. À, sợ quá. Con trai, đừng sợ, có mẹ ở đây rồi. Đáng sợ quá. Con trai ơi, con ở đâu? Bảo vệ với mẹ đi. Con trai của mẹ. Lạnh quá. Mẹ ơi, con nhớ mẹ. Giá như có mẹ ở nhà. Ơ, tạnh mưa rồi, mau về thôi. Mẹ ơi, con về rồi đây. Sao không có ai ở nhà thế này? Mẹ đi đâu rồi? Mẹ ơi, mẹ đang ở đâu? Con về rồi đây. Không biết mẹ đã đi đâu rồi nữa. Ây à, đói quá. Hả? Là một quả táo. Mình vào ăn thôi. Mình hối hận quá. Mẹ luôn quan tâm và chăm sóc cho mình, vậy mà mình toàn làm mẹ buồn lòng thôi. Ơ, có tiếng gì vậy? Hey baby. Hả? Mẹ, là mẹ sao? Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ, con sai rồi, con nhớ mẹ lắm, mẹ về với con đi. Hey baby. Mẹ, là mẹ thật sao? Con trai, con biết sai là tốt rồi. Mẹ, con xin lỗi, con hứa sẽ thay đổi. Này, ôi, giật cả mình. Chào đồng chí, đổi ca thôi. Này, vào đi. Ok, cho tôi vào thăm bạn một chút. Có tí gọi là bồi dưỡng anh nhận cho. Được rồi, vào đi. Từ đã. Cái gì đây? Đây là bánh sinh nhật, anh nhìn xem. Mở cửa phòng giam số 4. Cảm ơn anh, nhanh lên đây nhé. Hiện đại thế nhỉ? Ở đâu nhỉ? Đại ca, ôi đại ca, em đến rồi đây. Đến rồi à, đồ đâu? Đây, em mang bánh sinh nhật cho anh này. Cái gì? Ngu ngốc, đã bảo mày mang cái này đâu. Từ từ đã, đại ca bình tĩnh. Em để đồ trong này rồi, yên tâm. Hết giờ rồi, ra ngoài nhanh. Vâng, tôi ra luôn, em đi đây. Đúng là anh em tốt, cơ hội đến rồi. Oh no. Cháy to lên. Ôi, chuyện gì thế? Thành công rồi, chuồn thôi. Phải đi xem thế nào. Thôi chết, hắn ta chạy mất rồi. Cảnh báo, chuồn thôi. Hắn ta chạy đâu được nhỉ? Tìm xung quanh không thấy. Ờ, tiếng gì vậy? Ôi, mùi gì kinh khủng quá. Hóa ra là rác thải. Đi thôi. Ôi mẹ ơi, hồi quá đi mất. Ghê quá đi.
Hắn ta trốn ở đâu không biết, bây giờ phải nghĩ cách. À, định bắt mình à? Không dễ đâu. Nhận lấy này. Bơm. À, chói mắt quá. Chết nè. Xác nữa nè. Chuyện nhỏ. Đại ca, Venom, lên xe đi anh. Thoát rồi đại ca. Bọn chúng đây rồi. Trốn đi đâu được? Liệu cảnh sát Spider-Man có bắt được Jackie vượt ngục không? Cùng chờ xem nhé. Đại ca, xuống xe đi. An toàn rồi. Quẩy lên nào. Hả? Cái gì thế này? Tất cả đứng im. Ôi, tôi xin đầu hàng. Tôi đã bắt được tên tội phạm rồi. Cảm ơn đồng chí. Không có gì. Không, Bobby, hãy dừng lại. Anh ơi, chị ơi, cho em xin vài đồng đi. Em cảm ơn. Ý. Đủ tiền để chị em mình mua bánh rồi candy. Ơ, các ông là ai? Đưa chúng đi. Vâng, đại ca, đi mau. Thả ta ra, thả ta ra. Vào trong, nhanh lên. Chào các con. Em sợ, chị Amanda. Đừng sợ, đừng sợ, người đâu? Tặng con này. À, con gấu đáng yêu quá. Các con vào đây. Các con hãy nhìn xem. Cô nhi viện nhận nuôi nhiều đứa trẻ có hoàn cảnh đáng thương cũng giống như các con. Các con ở đây còn được đi học như các bạn. Chúng con chào hiệu trưởng. Con chào cô. Candy, chúng ta thật may mắn. Nhảy nào Candy. Yeah. Candy ngủ ngoan nhé em. Chị em mình cùng tô màu nào. Candy, ta có tin vui cho con. Có chuyện gì thế nhỉ? Anh chị vào đi. Oh. Họ là ai vậy? Anh ơi, bé Candy đáng yêu quá. Này, ai đấy nhỉ? Candy, ra nhận bố mẹ đi. Ờ, chuyện này. Candy, chị Amanda. Candy, lại đây nào. Candy, đừng đi. Amanda, Candy sẽ có một cuộc sống sung sướng. Về bố mẹ sẽ mua bánh và quần áo đẹp cho con nhé. Em phải sống tốt với Candy. Candy. Vậy là từ nay chị em mình không được gặp nhau nữa rồi. Candy, chị không nỡ xa em. Một thời gian sau. Lại gãy rồi, tức quá đi. Hey you. À, anh ấy là ai? Anh ấy đang làm gì vậy? Tặng em đấy. Em cảm ơn. Anh là David, mình là bạn nhé. Một, hai, ba, mình trốn mau thôi. Amanda đâu nhỉ? À, bắt được em rồi. Từ đó, cuộc sống của Amanda trở nên vui vẻ hơn nhờ có sự xuất hiện của David ở bên cạnh. Ơ, sao cửa phòng hiệu trưởng lại mở thế này? Tiếng gì vậy? Mèo ra ngoài nào, đi đi. Mèo làm rơi tài liệu của cô hiệu trưởng rồi. Hả, đây là... Sao lại có hình của Candy ở đây? Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng thưa tiến sĩ. Lần này nhất định phải thành công. Candy, mau ăn nào. Em ngủ ngoan nhé. Khu vui chơi thật đẹp. Ôi không, Candy. Sao lại có hình của David? Ôi, có người vào. Người báo cáo đi. Thí nghiệm biến Candy thành Missy đã thành công. Chúng ta sẽ lựa chọn Amanda hoặc David cho cuộc thí nghiệm cuối cùng. Mình phải trốn khỏi đây. Không, phải làm sao bây giờ? Những lúc mình cảm thấy sợ hãi thì David luôn xuất hiện bên cạnh giúp đỡ mình. Mình không thể để anh ấy làm vật thí nghiệm được. Amanda, em có sao không? Đừng sợ, em sao thế? Anh đi mà. Không, không được để điều đó xảy ra. Amanda, em đang làm gì vậy? Em xin lỗi anh David. Mình đi thôi tiến sĩ. Không được. Amanda.
Vậy là Amanda đã thay David chấp nhận làm vật thí nghiệm cuối cùng. Thật đáng mong đợi xem ngươi sẽ trở nên thế nào. Các ngươi sẽ phải chết. Poppy, dừng lại. Là Amanda ư? Cô nhi viện bị thiêu cháy rồi. Chính Poppy đã gây ra. Các ngươi đều phải chết. David, chính là anh. Còn tiếp.